Thưa quý vị, sau khoảng thời gian dài vắng bóng bởi sự xuất hiện của nhạc số, thì một vài năm trở lại đây, Đồ Băng Cối đang dần được sống trở lại trong giới chơi nhạc Hà Thành. Vâng, những sự mộc mạc êm dịu được phát ra từ Đồ Băng Cối cùng với những giai điệu bất hủ của những thập niên về trước là điều mà người nghe rất yêu thích. Đây được xem là thú chơi tao nhã của những người thích sự hoài niệm, tìm về những dòng ký ức xưa cũ. Trong số hoạt động ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về thú chơi vang bóng một thời này. Anh Phan Xuân Bắc, thành viên câu lạc bộ Audio Hà Nội được nhiều người biết đến với đam mê sưu tầm băng cối cổ. Tính đến nay, anh đã có cho mình một bộ sưu tập đồ sộ đầu phát băng cối, trong đó có những đầu băng quý hiếm có giá trị tới cả tỷ đồng. Những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hướng hờ. Ngày xưa thời bao cấp, bố mẹ tôi cũng chơi, nhà tôi chơi âm thanh. À, cũng được thừa hưởng cái gen của ông bà từ đó thì 15 16 tuổi thì cũng đam mê, nhưng mà cũng thời phổ thông trung học thôi thì kinh tế cũng hạn chế. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Để có những đầu máy băng cối này, anh Bắc đã mất rất nhiều thời gian sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Có những đầu máy anh có được từ bạn bè, người quen. Cũng có đầu máy và băng lại được anh mua về. Để giờ đây, trên căn gác của mình, ngày nào anh Bắc cũng say sưa với những câu chuyện về niềm đam mê băng cối với những người anh em có chung sở thích. Nào là cách chọn đầu máy, rồi cách bảo quản băng ra sao, hay việc chọn mua loại nào phù hợp nhất. Đầu băng cối có rất nhiều giá, nhưng không phải giá trị cao sẽ thu hút người chơi, mà trước hết phải là chất lượng âm thanh đạt yêu cầu và sở thích của mỗi cá nhân. Đó cũng là tiêu chí của những người đã chốt dành tình yêu cho thú chơi âm nhạc tao nhã này. À, ví dụ như em không có nhiều tiền lắm, em tầm tiền tương đối thôi, thì theo anh thì anh tư vấn cho em cái đầu nào nó hợp lý mà nó cũng châu Âu thì nếu mới tầm tiền mà chơi đồ châu Âu thì có V17. V17 thì phiên bản nó là 4 trách và 2 trách. Phiên bản tốc độ 3/1/4, 7/1/2 và tốc độ 15. Tốc độ 15 là tốc độ mà chất âm sẽ tốt hơn. Đến thứ hai nữa mà thích chất âm analog mộc mạc là con A700, 2 trách và 4 trách. Thực sự như một ngày mà không nghe được 1-2 tiếng thì cảm thấy người rất bứt rứt. Mỗi lần nghe những bản nhạc, cảm xúc nó dâng trào. Để nói ra thì thực sự nó là rất tuyệt vời với một con người như tôi.